Có quá nửa các thương vụ M&A, tức mua bán sách nhập trong giai đoạn 2015 và nửa đầu 2016 là trên lĩnh vực bất động sản. Trong đó thì các chuyên gia JLL cho rằng tính chất của các thương vụ mua bán này đã khác so với giai đoạn trước, đặc biệt là thời gian thực hiện một giao dịch đã được rút ngắn so với trước đây. Và chúng tôi đã có cuộc trao đổi ngắn quanh chủ đề này với bà Nguyễn Vân Khanh, là giám đốc bộ phận thị trường vốn của JLL Việt Nam. Xin mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện ngay sau đây. Dạ vâng, chào chị. Thưa chị, thì trong phân tích gần đây của JLL có đề cập đến việc là hiện tại có xu hướng là các nhà đầu tư trong nước đang ra sức săn tìm các quỹ đất mới. Vậy thì theo chị nhìn nhận thì chúng ta có thể lý giải gì từ cái hiện tượng này? Chúng ta có thể nhìn thấy trên thị trường về cái hoạt động M&A của Việt Nam nói chung và ở thị trường Thành phố Hồ Chí Minh đã khá là sôi nổi, đặc biệt là trong năm 2015 và đầu năm 2016, khi mà các chủ đầu tư họ rất là năng động trong việc đi tìm kiếm các quỹ đất. Và hiện tại thì chúng tôi nhìn thấy là cái xu hướng những nhà đầu tư nước ngoài họ đang muốn tìm cái quỹ đất đầu tư vào thị trường Việt Nam và đặc biệt là ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh nói chung, thì cái xu hướng nó đang ngày càng gia tăng. Thì một trong số những cái nguyên nhân mà giúp cho cái thị trường bất động sản của Việt Nam mình nó trở nên thu hút đối với những nhà đầu tư trong khi cái bối cảnh là ở các nước trong khu vực đang có dấu hiệu chững lại, thì thứ nhất là cái tăng trưởng GDP ở Việt Nam của mình đang đạt tốc độ cao và tương đối là ổn định. Thứ hai là về cái nhu cầu dân số trẻ và cái nhu cầu dân số đang đặc biệt là về cái mô hình nhân chủng học ở Việt Nam rất là thu hút đối với các nhà đầu tư. Và cái yếu tố quan trọng nhất mà đang là cái tâm điểm thu hút đó chính là về cái tỷ suất sinh lợi khi đầu tư vào thị trường bất động sản ở Việt Nam đang ở một cái mức rất là hấp dẫn. Thưa chị, thì trong nửa đầu năm nay chúng ta nhìn thấy có khá nhiều thương vụ M&A trong bất động sản, mà trong đó là chủ yếu là các thương vụ lớn lại tập trung trên phân khúc văn phòng. Vì sao phân khúc này lại có cái sự hấp dẫn đến như vậy? Thì như tôi đã trình bày lúc đầu á, cái yếu tố mà thu hút đối với hoạt động M&A của các nhà đầu tư ở nước ngoài và thị trường Việt Nam đó là cái tỷ suất sinh lợi đang ở mức rất là thu hút đối với các nhà đầu tư. Thì nói riêng về cái phân khúc về văn phòng, đặc biệt là các nhà đầu tư châu Á như là Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, họ rất muốn tìm kiếm những cái tài sản có cái dòng thu nhập ổn định, những cái tài sản đang tạo ra cái thu nhập ổn định. Thì đối với các nhà đầu tư này, khi đầu tư vào thị trường, những thị trường mới nổi, thì họ sẽ kỳ vọng vào hai yếu tố. Thứ nhất là về cái tiềm năng tăng trưởng về giá thuê trong tương lai, và thứ hai là cái tỷ suất vốn hóa sẽ giảm trong thời gian tới. Thì hai yếu tố này nó trở nên cái sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư. Còn nếu mà chúng ta xét về trên phân khúc nhà ở thì sao? Bởi lẽ thì trong quý 1, quý 2 đó là thời điểm mà các công ty bất động sản họ tổ chức họp đại hội cổ đông và họ đưa ra nhiều cái thông điệp rằng là họ sẽ mong muốn rằng là đang phát triển quỹ đất, đặc biệt là quỹ đất sạch. Theo đánh giá của các chuyên gia thì về cái thị trường phân khúc nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh vẫn là một thị trường rất là tiềm năng. Thì chúng ta đã thấy là từ năm 2014, 2015 nguồn cung đã tăng lên rất nhiều, và trong 6 tháng đầu năm 2016 thì các dự án vẫn tiếp tục tham gia vào thị trường. Thì đối với cái phân khúc nhà ở thì hiện tại các chủ đầu tư, các nhà đầu tư nước ngoài khi họ vào thị trường Việt Nam thì họ vẫn tìm kiếm các cái quỹ đất, và một trong số những yêu cầu đối với các nhà đầu tư này đó là các quỹ đất sạch. Quỹ đất sạch ở đây sẽ được hiểu rằng những cái khu đất đã đền bù giải phóng mặt bằng xong, đã có cái sổ đỏ hoặc là về nghĩa vụ tài chính đã được xác lập và có cái quy hoạch khu vực rõ ràng, minh bạch. Thì đây sẽ là một trong số những cái thách thức đối với các nhà đầu tư để mà tìm kiếm được các quỹ đất sạch có vị trí phù hợp, có quy hoạch phát triển và có hạ tầng phát triển phù hợp. Thì đây sẽ là những cái yếu tố thách thức đối với các nhà đầu tư. Trong báo cáo gần đây thì JLL có đề cập đến thời gian để hoàn tất một giao dịch M&A tại thời điểm này nó đã rút ngắn hơn so với trước đây. Cụ thể thì bình quân chúng ta mất bao nhiêu ngày để có một giao dịch M&A thành công ạ? Thì bởi vì chúng tôi đã tham gia vào những cái hoạt động M&A của rất nhiều cái dự án bất động sản, thì nếu mà những năm trước đây á, một cái giao dịch bất động sản để từ thời điểm mà mình bắt đầu tìm kiếm cơ hội, bắt đầu cùng nói chuyện giữa bên nhà đầu tư và bên chủ sở hữu, cho đến thời điểm một giao dịch thành công nó có thể mất từ 1 năm, có những cái giao dịch nó có thể mất tới 2 năm. Tuy nhiên trong cuối năm 2015 đầu 2016 trở lại đây thì chúng ta thấy rằng cái thời gian để đi đến một giao dịch, nó có những giao dịch nó xảy ra tương đối là ngắn hơn, có khi là 6 tháng, có khi là 9 tháng, phần lớn là dưới 1 năm trở lại đây. Thì
lý giải là nguyên nhân tại sao những cái giao dịch nó diễn ra nhanh hơn so với trước đây, thì thứ nhất thị trường nó hoạt động M&A ở thị trường Việt Nam nó khá là năng động. Thì ở đây các nhà đầu tư khi mà họ vào thị trường Việt Nam, họ thấy đây là một cái cơ hội. Nếu mà cái việc mà họ vì họ họ theo tham gia vào một cái giao dịch và nó quá lâu thì có thể họ sẽ bị mất cái cơ hội này. Trong khi thị trường này có rất nhiều nhà đầu tư đang muốn vào thị trường Việt Nam thì họ sẽ không muốn mất những cơ hội, đặc biệt là như hồi nãy tôi có nói là cái thách thức để tìm kiếm cái quỹ đất sạch ở Thành phố Hồ Chí Minh, đó là một cái điều mà nhiều nhà đầu tư rất là băn khoăn.